Đó đó, đại ca nhiều chuyện ha. Nó giỡn khế với nhỏ nó lộn kìa. Thông báo với mọi người một tin vui, càng ngày con khế với con nhỏ càng dạng nha. Có thể cái bữa mấy đứa nhỏ qua nhà chơi đánh bài á, kiểu như nó quen với người luôn rồi. Bữa nay chị ở xóm lần đầu qua nhà chơi mà tuổi này nó thân liền luôn nha quý vị, chứ không có như hồi đó mà còn đề phòng 5-10 phút đầu. Đây như cái cảnh này đây. Ngỏ tính kỹ con. Đó bây giờ à. Rồi rồi vô. Làm quen liền. Vô luôn chị luôn, chúng coi chừng nó chạy ra. Từ từ nha, nó cứ lại vô, nó cứ lại từ từ nha. Nó không cắt, nó thêm vô. Đây, chị Linh lần đầu tiên vô đây mà con khế nó gặp nó kêu liền rồi. Trời ơi, làm như quen biết kìa má ơi. Má Thơ ơi, thằng này. Quen, quen. Ủa, thường nó thấy người lạ nên nó phải giờ nó tí xíu, cậu này mượn liền coi. Cái này nhà có mùi chó. Nhà chỉ có mùi chó. À, còn nó nhà có mèo không? Không. Không rồi. Con này là lụm về đó. Ghê chèn. Con chị nhà cũng không bắt chước mình thêm luôn. Con này tên là Khế, con này tên là Nhỏ. Khế, Nhỏ. Chị này hay chảnh là chảnh. Anh này thân thiện nè. Thôi là chị vô trong này thử nha, đi vô thẳng bên trong. Cứ vô tự nhiên. Mèo nó không không có cắn như chó đâu. Đây, bên này, bên này. Kì kì con quỷ vuông nó nhìn. Trốn vậy. Làm gần cái gì đó. Sao? Nó không có tới đó. Đúng rồi, quay quay cái sân. À. Giòi, giòi không có sợ đâu. Giờ cái bộ chị lại. Giòi ơi, giòi. À, không cái đứa này nó không cắn yên tâm. Trời ơi, cái thằng quỷ này theo tới bến luôn. Nó nha. Con nhỏ này cũng không có sợ lắm đâu. Cái con này là đệ tử của con này. Lúc mà em lượm con này về là con này nuôi nè. Nó cũng lớn, nó nuôi nhiều con lắm. Anh muốn anh làm quen rồi sao? Còn mấy con kia là không dám đâu, như con quỷ vui chúng. Con đó làm quen được mấy lạ đó. Trời ơi, quạo 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 mà trốn đây luôn quạo. Hả? Sao sao mươi nó ở đây vậy? Đông lắm chị. Ở cái khu vực này là 9 con rồi. Nãy giờ chị gặp là chỉ mới có 3-4 con thôi. Chạy 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 chạy. Mập quá. Mấy con này muốn quen chắc phải có thời gian, cái có tuần lễ. Nó dụ nó ăn đồ. Thì bữa nào em có đồ ăn á, nó chị cầm đi dụ dụ từ từ. Rồi mấy con kia trốn đâu không thấy đường luôn. Em đây chơi đó hả? Ừ, đâu vô ấy mình chơi á. Đó luôn, nó dễ lắm sao đâu. Nhõng nhẽo làm quen. Trời ơi dễ chịu quá thế ha. Hình như thằng này nó nghe giọng nữ. Giọng nữ thì nó ok nha, còn mấy cái giọng nam nó hơi chậm chậm á. Không, giọng nữ chậm chậm là nó sợ nha. Ừ. Sao vậy Khế? Trời ơi Khế ơi, nhõng nhẽo quá ha. Nhõng nhẽo, nhõng. Cái con quỷ thì nó đang suy nghĩ. Nó gặp ai cũng vậy hết trơn, cái mặt nó vậy đó. Kiểu như không chạy được cũng không quen. Mấy con này chắc buồn ngủ rồi nè, đang ngủ rồi nè, mình làm vậy nè. À, đang ngủ chưa? À, cái khu vực vậy đó. Rồi, đây đây, giờ đi vô. Ủa, còn mấy con kia trốn đâu ta? Trong này, trong này. Không, không có. Đèo tới bến luôn ha. Đúng là quản gia trong nhà. Kế, kế. Chị đứng lại là nó nằm chỗ, chị đây nó đi theo. Xạo của nó. Trời, nó tên nó đâu nó xạo rồi. Cái con này chắc phải có thời gian. Đúng rồi. Mình dụ nó. Tự động từ từ nó lại. Chị ở sớm lần đầu tiên bước qua đây. Con nhậu kìa. Chết rồi kìa. 2252 con. Con nó nhìn. Vui. Vui như khè. À, chị coi coi chừng á. Hai con vui vui cô. Giờ nó nói á. Để cho mình có đồ ăn nó tự động nó lợi hay hơn. Cái tới gần nó sợ. À, cái con quỷ này nhát nhất nè. Cái con này thua mình đâu thấy đúng không? À, đúng rồi. Ừ. Lại gần là nó giả. Nó nhát mà nó giữ. Chết nhát luôn. Thôi thôi. Thằng đó dễ thương hơn là trời đâu, cái mắt nó nhìn kìa ông nội ơi. Ông mấy đứa này khó làm quen. Nhưng mà bữa nay nó thấy chị mà nó không có chạy đập gầm gầm là đỡ hết chứ. Trời ơi, nó làm thấy ghê lắm. Nói chung cái giọng mà càng trầm là con mèo càng sợ. Hiểu rồi. Không, cái khu vực mình không đóng cửa, mình chỉ đóng ở chỗ này thôi. Là cái nó thấy chị ghê vô.
con nào hả? Đúng rồi. Đó, quý vị thấy rõ chưa? Mấy con mèo già càng ngày càng dễ làm quen. Kiểu như nó tiếp xúc với con người đó, đi qua đi lại rồi nghe tiếng nói chuyện rồi, từ từ cũng quen luôn rồi. Mà chỉ ba con này thôi. Còn bầy con của ngậu hơi khó. Con ngậu có vẻ như chịu đi qua đi lại. Còn bầy con của ngậu trốn chui trốn nhủi. Cái tụi này muốn dụ hơi khó nha. Cái hôm nào xin tôi sẽ làm cái campaign là để coi 3 ngày đầu dụ dỗ bầy ngậu. Cái thằng vui này nè. Quý vị nhìn thấy nó hiền dễ thương vậy chứ nó vô côn lắm á. Đối với người lạ nó đánh người ta đó. Cái đó bữa nào mình sẽ thử cái chèn cho người lạ dụ dỗ mấy đứa con của bầy ngậu. Thôi chứ cái thằng này nó khôn lắm trời. Giữ nhà số 1 luôn á. Thôi vui. Theo mọi người phải mất bao lâu mới dụ dỗ con này làm quen được đây? Cái gì mọi người comment nha. Mà công nhận con ngầu nó dạy con đề phòng giả mang thiệt chứ. Tôi đón con quạo với con vui dễ làm quen. Tại sao tôi đón vậy? Mọi người thấy con vẽ vô nhà không? Là con vui tiếp đãi từ A tới Z. Mặc dầu nó đánh con vẽ nhưng nó cũng muốn làm quen với vẽ. Do đó nó sẽ dễ làm quen con người hơn. Còn cái thằng này cũng lại gần hửi hửi coi con vẽ này nọ. Nhưng con đại ca với Miu đâu có thèm coi đâu. Do đó con vui với con quạo sẽ dễ làm quen hơn mấy đứa kia. Thằng này dễ làm quen à? Có điều nó vui côn quá đi. Cái thú thì thôi khỏi nói. Gặp ai cũng làm quen được. Nhân với điều kiện nam, cái giọng đừng có quá trầm, nó sẽ sợ nha. Nữ cũng vậy. Nói chung con Khế thích những người nào có cái giọng kiểu như là nhẹ nhàng à, nó thẳng ra là vậy đó. Nhưng mà phải thương động vật nha, nó mới thích nha. Rõ ràng mấy người thương thương động vật là nó thấy nó mừng đầu tiên nha quý vị.